Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của em. Hôm nay thì em sẽ hướng dẫn mọi người gán cái cam rô xê ba dâu vào cái đầu ghi hình Hikvision. Sau khi mọi người đã gắn xong thì mọi người mở ra thì nó sẽ xem được ở trên cái điện thoại của mình qua cái đầu ghi hình này. Bước đầu tiên để mà gắn được cái thằng camera Jose này vào cái đầu ghi hình Hik thì chúng ta sẽ thực hiện là cắm nguồn và cấp cái dây LAN, mạng LAN cho cái con camera Jose này. Sau khi chúng ta đã cắm dây LAN xong thì chúng ta sẽ thực hiện cài đặt cái cam rô xê này. Chúng ta sẽ tạo một cái tài khoản của cam rô xê này. Sau rồi chúng ta sẽ thực hiện là gắn cái thiết bị. Mọi người bấm dấu cộng ở đây. Xong rồi bấm kết nối có dây này. Bấm để mình tìm kiếm cái cam rô xê. Sau khi đã cài đặt xong ấy thì ở trên nó sẽ xem được như này. Đó. Bước tiếp theo chúng ta sẽ kích vào mắt của nó xong bấm cài đặt ở đây. Xong mọi người kéo xuống, mọi người sẽ nhìn thấy cái chỗ phần internet này. Bên dưới có cái kết nối NVR này. Mình sẽ kích vào đây. Xong mọi người sẽ mọi người sẽ bật cái này lên nhé. Bật cái kết nối được bật này. Xong mọi người sẽ đánh cho nó cái mật khẩu. Để khi nào mà mình gán lên cái đầu ghi ấy, thì nó sẽ mình sẽ nhập cái mật khẩu này vào. Em sẽ đặt lại Yên Thủy này. Yên Thủy @123. Đây, mật mã an toàn. Sau mọi người bấm lưu lại. Như vậy là chúng ta đã thiết lập thành công. Tiếp theo chúng ta sẽ thực hiện ở trên cái đầu ghi hình này. Mọi người sẽ vào chỗ phần hình bánh răng cài đặt này. Và kích vào chỗ phần camera này. Xong rồi mọi người kích vào cái phần IP camera. Mọi người sẽ thấy nó có cái địa chỉ IP là 192.168.1.1.103. Đây, mọi người kích vào đây. Đây, nó hiện lên đây rồi. Mọi người sẽ đánh lại cho nó cái mật khẩu nhé. Đây, em xóa đi đã. Lúc trước em cài rồi. Cho nên em phải xóa đi đã. Để mọi người bấm làm tươi này. Cái 1.202 này là cái Vcam của Viettel này. Bấm làm tươi. Đấy mọi người nhá. Khi mà mọi người chưa kích hoạt thì nó sẽ có cái dòng dấu cộng ở đây này. Và nó có dấu tích V là kích hoạt ở đây này. Mọi người bấm vào dấu cộng này. Đó. Sau nó báo là mật khẩu rủi ro thì mọi người bấm vào cái hình cái bút này nhé, cái bút này đây, cái địa chỉ là 103 này, giao thức OneVIP này, quản lý port 5000 này, chuyển giao thức tự động, tên người dùng là admin, mật khẩu chính là cái mật khẩu cái lúc nãy mình vừa đặt là Yên Thủy. @123. Xong mọi người bấm đồng ý ở bên dưới. Khi mà nó hiện cái bảng xanh xanh ở lên đây là sẽ là thành công.
Đây. Đây mọi người kích vào đây. Kích vào đây, nếu mà nó được thì nó lên màn hình này. Đấy, nó đã được rồi. Đấy. Sau đây mọi người vào kích vào cái chỗ phần trực tiếp ở bên trên này. Đấy. Đây cái cam rô C mình đã ép vào được cái đầu ghi hình này rồi. Sau khi ép được vào ấy thì mình sẽ sử dụng đến cái tài khoản của mình, sẽ sử dụng đến cái phần mềm Hit Connect của cái thằng đầu ghi Hit này để mình đấy. Đấy. Đấy, như vậy là cái quá trình mà ép thêm một cái thằng camera IP của cái thằng Jose này vào nó rất là đơn giản. Mọi người cứ thao tác đúng như vậy là sẽ cài đặt được. Xin chào tất cả mọi người. Sau khi đã gắn thành công thì chúng ta có kết quả là cái camera Jose này này, nó sẽ lên được trên màn hình máy tính hoặc là trên màn hình TV, nó sẽ hiển thị từ cái đầu ghi này. Và mọi người sẽ không phải dùng đến cái phần mềm Jose nữa. Đấy. Trên đây là toàn bộ cái quá trình mà chúng ta gán một cái camera Jose vào cái đầu ghi hình. Và nó rất là đơn giản, mọi người chỉ cần bỏ ra mấy phút mọi người có thể gán được nó vào. Nó cũng khá là nét. Tuy nhiên nó cũng không nét được nét cho lắm. Nó không thể bằng được cái mấy cái loại cam như này. Đó.